Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Honda Jazz 2018, những ưu điểm vượt trội. Peugeot tăng doanh số nhờ vào xe lắp ráp. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Honda Jazz RS, xe nhỏ chứa rất nhiều điều thú vị cho một mẫu xe gia đình. Honda Jazz là một tân binh trên thị trường xe nhỏ, ẩn chứa rất nhiều điều thú vị và hoàn toàn phù hợp với những khách hàng đang có ý định lựa chọn xe hộp cho gia đình trong phân khúc xe này. Chính thức được ra mắt công chúng tại Việt Nam Motor Show cuối năm ngoái, đến thời điểm hiện tại, những chiếc xe Honda Jazz nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã có mặt tại đại lý Honda ô tô trên toàn quốc với 3 phiên bản. Ngoài bản cao cấp nhất RS giá 624 triệu đồng thì còn có hai sự lựa chọn khác là Jazz, VX và V với giá lần lượt là 594 và 544 triệu đồng. Thứ nhất, Honda Jazz rất thú vị ở ngoại hình. Honda Jazz là một mẫu xe hatchback 5 cửa không đụng hàng với bất cứ dòng xe nào khác trên thị trường. Honda Jazz đại diện cho kỷ nguyên mới của Honda với thiết kế thể thao và thời trang. Ngoại thất của Jazz được thiết kế dựa trên ý tưởng trọng lực thấp, tạo nên phong cách khỏe khoắn trong khi vẫn kế thừa những giá trị độc đáo của Honda Jazz. Đó là sự kết hợp giữa khoang cabin thể thao năng động với trọng tâm thấp, tư thế rộng, giúp xe vững chãi và đầm chắc. Tính khí động học được chú trọng với những đường gân mạnh mẽ kéo dài từ trước đến sau, phần trên uốn lượn theo hình dáng vòm xe, phần dưới uốn cong khi tiến dần về phía bánh sau, tạo nên một tổng thể sắc nét nhưng vẫn hài hòa. Mặt khác, cánh lướt gió cũng được trang bị cho bản RS, tăng cường hơn nữa tính thể thao cho Honda Jazz. Cụm đèn phía trước bao gồm đèn pha, đèn chạy ban ngày, đèn phanh treo cao và đèn xi nhan đều được trang bị công nghệ LED hiện đại. Cụm đèn sau bao gồm đèn hậu, đèn phanh dạng LED và đèn báo lùi. Ngoài ra, Honda Jazz còn được trang bị thêm đèn sương mù dạng cầu trong phiên bản RS, nằm sâu trong khe với lưới tổ ong giả hút gió và đèn báo rẽ tích hợp ở gương chiếu hậu. Kích thước tổng thể của Honda Jazz rất nhỏ gọn, 4034, 1694 và 1524mm. Với thông số này, rõ ràng Honda Jazz có lợi thế khi di chuyển trong phố đông hay dễ dàng xoay sở ở không gian hẹp, và đây thực sự là yếu tố ghi điểm với phái đẹp. Thú vị ở ghế ma thuật. Mặc dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, nhưng nhờ thiết kế thông minh nên không gian nội thất của Honda Jazz cực kỳ ba la. Dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào, hành khách cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái. Và chi tiết thú vị ở trong khoang cabin của Honda Jazz chính là chiếc ghế ma thuật Magic Seat. Ghế Magic Seat này không chỉ độc nhất trong phân khúc B mà còn ở những mẫu xe trong các phân khúc khác tại Việt Nam cũng vẫn chưa có. Với ghế ma thuật, bạn có thể hoàn toàn sắp xếp linh hoạt để chứa đồ vật kích thước lớn khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cụ thể, chiếc ghế này có 4 chế độ tiện dụng để đồ vật dài, đồ vật cao và thư giãn. Khi cần chở đồ thì Jazz sẽ làm hài lòng tất cả các quý cô mua sắm với khoang hành lý lên tới 359 lít và có thể tăng lên đến 881 lít khi gặp hàng ghế sau. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin và cơ chế điều khiển của Jazz được thiết kế hướng tới người lái nhằm cải thiện khả năng nhận biết thông tin, đồng thời tương tác dễ dàng và thoải mái nhất. Màn hình hiển thị đa thông tin với kích thước 7 inch kèm theo bảng điều khiển cảm ứng, có thể nói với nhiều loại điện thoại thông minh khác nhau bằng Bluetooth, kết nối HDMI hay là USB. Ngoài ra, camera lùi hiển thị trên màn hình cảm ứng cũng giúp cho thao tác người sử dụng thêm thuận tiện và dễ dàng. Thú vị ở khả năng vận hành, Honda Jazz sở hữu khối động cơ eVTEC 1.5, 4 xi lanh cho công suất tối đa 118 mã lực tại 6.600 vòng phút và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.600 vòng phút. Hộp số vô cấp CVT mới với cơ chế truyền đặc biệt G-Design được thiết kế để đem lại cảm giác tăng tốc tốt hơn so với các hộp số tự động thông thường hoặc các hộp số CVT khác. Với 3 chế độ lái Eco, Normal, D và S, Honda Jazz phục vụ cho nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Di chuyển trong phố, người dùng có thể lựa chọn chế độ Eco hoặc Normal, còn với những ai thích cảm giác thể thao thì có thể chọn chế độ S. Ở chế độ S, vòng tua máy hoạt động cao hơn, phản hồi chân ga tốt hơn. Xe có thể dễ dàng phóng lên với tốc độ 80 km/h, cảm giác khá bốc. Hộp số CVT giúp xe chuyển số DMI trong khi chạy trong phố. Tuy nhiên, nhược điểm là độ ồn. Xe còn được trang bị lấy chuyển số khi đi đèo. Khung gầm xe khá chắc, độ cứng được thể hiện rõ khi đi qua G giảm tốc. Xe nảy và có cảm giác sóc,
Nếu thử chạy xe zig zag để thử độ bám của xe, khả năng kiểm soát thân xe cùng hệ thống cân bằng điện tử là rất tốt với một mẫu xe nhỏ như xe Jazz. Khách hàng có thể yên tâm về độ an toàn. Với một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Jazz thì người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn. Đơn giản, Thái Lan là cái nôi của khu vực, là đại bản doanh của nhiều hãng sản xuất xe và xuất khẩu sang các thị trường khác. Chưa hết phải nói là hệ khung gầm cũng như thân vỏ của Honda Jazz rất chắc chắn và ổn định. Dù di chuyển trên tốc độ cao, người lái vẫn có cảm giác yên tâm. Bên cạnh đó, Honda Jazz RS còn sở hữu nhiều tính năng hàng đầu như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSA, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, 6 túi khí và camera lùi 3 góc. Nhờ đó, mà Jazz đã đạt được tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Asian NCAP. Kết luận, với nhiều điều thú vị đã nói trên, rõ ràng Honda Jazz RS là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và hiện có giá bán 624 triệu đồng bản RS, 594 triệu đồng bản VX và 544 triệu đồng bản V. Thông số kỹ thuật của Honda Jazz, kích thước 4034, 1694 và 1524mm, chiều dài cơ sở 2530mm, bán kính vòng quay 5m4, khoảng sáng gầm xe là 137mm, động cơ xăng 1.5, i4, 16 van, SOHC, dung tích động cơ 1497cm3, công suất cực đại 118 sức ngựa ở 6600 vòng phút và mô men xoắn cực đại 145Nm ở 4600 vòng phút. Hộp số tự động CVT, mức tiêu thụ nhiên liệu 5,6 lít cho 100km, trọng lượng không tải 1090kg, lốp xe 185-55R16. Bình xăng có thể chứa được 40 lít, có thể chứa được. Peugeot tăng doanh số nhờ vào xe lắp ráp. Cuộc lột xác doanh số của Peugeot tại Việt Nam. Từ vị trí hãng xe bán ra thấp bậc nhất tại thị trường, Peugeot đang sở hữu hơn 1.500 hợp đồng bán xe. Trong quý 1 năm 2018, hãng đã bàn giao gần 900 xe, số còn lại chờ nhà máy lắp ráp nốt. Theo thống kê từ Peugeot Việt Nam, tính đến nay, doanh nghiệp đã nhận hơn 1.500 hợp đồng đặt mua xe Peugeot 3008 và 5008. Tuy nhiên, do sức cầu vượt quá nguồn cung, Thaco mới chỉ giao được gần 900 xe, số lượng còn lại đang chờ nhà máy hoàn thiện nốt để đưa về showroom, dự kiến trong tháng 4 để khách có xe sử dụng trong dịp nghỉ lễ. Trường Hải không công bố cụ thể doanh số từng mẫu xe mà chỉ cho biết số lượng tiêu thụ của toàn bộ sản phẩm đang được phân phối từ Peugeot. Tuy vậy, 3008 và 5008 chắc chắn là hai mẫu xe chiếm đa số kết quả bán hàng trên. Doanh số còn khá khiêm tốn khi so với các đối thủ, nhưng bước đầu cho thấy sự khởi sắc nhờ chiến lược mới của Thaco. Tình trạng không sản xuất kịp tiến độ đã từng diễn ra trước đó. Ngay sau khi Thaco mở bán xe Peugeot 3008 và 5008, hơn 500 đơn hàng chỉ sau 2 tuần kể từ khi ra mắt. Ông Võ Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Kinh doanh Xe Du lịch của Thaco, khi đó cho biết phải đợi nhập linh kiện về trong tháng 1 năm 2018 để lắp ráp tiếp. Trong khi đó, xe ra mắt vào đầu tháng 12 năm 2017. Giải thích cho sức cầu tăng mạnh, đại diện Peugeot cho biết, do xe thế hệ mới lột xác cả về thiết kế, trang bị và công nghệ, Peugeot 3008 và 5008 thuần chất SUV crossover hơn trước đây, chứ không còn thuôn thuôn kiểu MPV, nên dễ tiếp cận khách hàng hơn. Đặc biệt với những người đang phân vân mua xe gầm cao cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay là Mitsubishi Outlander. Nội thất là điểm sáng của bộ đôi SUV, màn hình kỹ thuật số thay đồng hồ truyền thống, vô lăng hai chấu, bố trí nút bấm ẩn khéo léo trong đường viền kim loại hay cần số thiết kế lạ mắt là một phần trong triết lý iCockpit mới của Peugeot. Trang bị an toàn trên Peugeot 3008 và 5008 hàng đầu phân khúc với các tính năng chủ động như cảnh báo điểm mù, nhận diện và giữ làn đường, phát hiện biển báo tốc độ, kiểm soát hành trình chủ động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xuống dốc. Tương tự với thương hiệu Mazda, Thaco cũng đã bắt đầu tăng giá xe Peugeot lắp ráp. Giá xe Peugeot 3008 tăng từ 1 tỷ 159 triệu lên 1 tỷ 199 triệu đồng, hơn 40 triệu đồng. Trong khi mẫu SUV 7 chỗ 5008 tăng giá từ 1 tỷ 349
lên 1 tỷ 399 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng. Mỗi mẫu xe chỉ có duy nhất một phiên bản. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.